Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Trọng Tata Mofika. Hôm nay mình rất là nhiều thời gian rảnh rất là nhiều nên mình sẽ chơi một video dài cho các bạn xem. Và rất mong các bạn xem video của mình thấy hay, thấy hấp dẫn thì ủng hộ cho mình bằng cách like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, giờ mình sẽ vào trận đấu luôn, chín luôn anh em ơi. Và trận đấu đầu tiên thì mình sẽ chơi vị tướng nào? Lagina sẽ tự chọn cho mình đấy. Và bạn nào muốn mình chơi vị tướng nào trong tựa game Linkun Mobile này thì các bạn hãy comment ở dưới nhé. Mình sẽ chơi tướng theo yêu cầu của tất cả các bạn. 9 trên 10 người sẵn sàng rồi. 10 trên 10 ok luôn. Đó là ok, 10 trên 10 thì trận đấu ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng nào được đây anh em ơi. Vị tướng nào được nhỉ? Đó, ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Violet, thằng có Violet đó nha, được luôn. Trận đấu đầu tiên nhá, từ trường mà luôn. Bạn cùng xem mình vị tướng Violet này hình như mình cũng chơi rồi hay sao các bạn ạ? Chế nào, đội hình của team bạn nhá. Đội hình của team bạn là có Teo Nát này, Alice, Lữ Bố, Linzy và Tulen. Team mình có Violet, Jeffy, Alice, Kahi, Malok. Được, đội hình đẹp lắm ạ. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Ok anh em ơi, chế nào, Violet nhá. Huy chương vàng. Đau chưa? Trời ơi, đau đấy anh em ạ. Đau đấy. Alice thêm mình kìa. Đau đấy anh em, tỉa máu thôi. Tỉa máu thôi anh em. Tỉa máu thôi anh em. Úi giời. Thằng Alice thêm nó kìa. Tỉa máu thôi anh em. Rỉa máu thôi anh em. Trời ơi, chạy đi đâu được với Violet toàn. Violet cơ động này chạy đi đâu được. Một cô ấy chạy đâu em trai ạ. Có một cơ hội chạy đâu em trai nhá. Quá tuyệt luôn. Mình đã hết bana này anh em. Đau chưa? Láo nhờ. Ý giời lội phát nào. Láo nhờ. Trời ơi. Và quá đáng giật cấp luôn anh em ạ. Đáng sơ cấp luôn anh em nhá. Biến về cái này. Biến về hồi máu nhá. Rồi, biến về rồi. Hồi máu luôn. Ngon luôn anh em. Chiến nào. Chiến tiếp với Alice ơi. Bạn thấy Violet thế nào anh em? Đầu tiên nhá. Chính như tên bạn nhắc người luôn. 3-0. Đáng cấp đấy. Đùa đâu. Đẳng cấp đấy anh em ạ. Trời ơi, bây giờ thì quá nhẹ rồi. Quá nhẹ rồi. 5-0 anh em nhá. Các bạn thấy video là thế nào? Đẳng cấp. Đẳng
đỉnh cấp hay là mãi mãi anh em ạ. Rồi, cước bùa đấy. Cước bùa xanh nhẹ nhàng luôn. Cướp bùa xanh nhẹ nhàng luôn anh em ơi. Ê, rồi bây giờ mình bắn rất là đau luôn đấy. Bây giờ mình bắn thì đau luôn, nhấc người luôn anh em ạ. Bây giờ mình bắn thì nhấc người. Bây giờ mình bắn thì nhấc người luôn. Bây giờ mình bắn thì nhấc người luôn anh em. À, lấy xe vừa ăn quả đấy nha. Ăn con rồng anh em ạ. Ăn rồng mà đứng ở ngoài này thì có là ok rồi anh em. Ăn rồng thì đứng ở ngoài này thì có ok rồi anh em. Ăn rồng mà đứng ở ngoài này là có ok rồi anh em ạ. Đây anh em. Chưa đi bạn ơi. Chưa đi bạn ơi. Chưa đi bạn ơi. Nhẹ nhàng quá luôn. 701 anh em ạ. Chưa chết bạn nào nhá. Bây giờ mình mạnh quá rồi. Mạnh dữ luôn đó. Để mình lấy một trụ rồi anh em ạ. Chưa đi bạn. À, bùa xanh nào. Cơ động ghê luôn anh em nhá. Nhưng mà violet quá cơ động luôn. Cho đem mạng áp lính đi. Cơ động dữ luôn anh em ơi. Đây 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 đây. Đây anh em. Đây anh em. Một phát anh em nhá. Hai phát. Phát thứ hai. Phát thứ hai anh em ạ. Phát thứ hai. Mạnh quá mạnh quá. À, là lên mid anh em ơi. Ôi ôi tu len. Tu len ulti còn chưa kịp bắn anh em ạ. Tu len kìa. Tu len đem bạn yếu đuối. Thật sự là yếu đuối luôn. À, Lindsay này. Lindsay này bạn. Lindsay với chúng tôi này. Mạnh quá. Lửa bố này bạn ơi. Lửa bố này bạn ơi. Mạnh quá. Rồi lên mid anh em nhá. Ui 12-01 anh em ạ. 12-01 anh em ơi. Và ông thủ bắn cho nó bớt máu đi anh em. Lao quá. Tèo nát nào. Trời ơi bắn lia lịa anh em ạ. Lia lịa luôn. Áp lính này, áp lính nó bắn trụ anh em ơi. Áp lính nó bắn trụ nha. Lính nó bắn trụ đầu phết anh em đấy. Trận đấu này thì win nhẹ rồi. Win nhẹ nhàng anh em nhá. Trời ơi đem mình kìa. Rồi mất trụ của tem bạn, mất trụ rồi đấy. Tem mình nó mạnh dữ luôn trời ạ. Nó mạnh dữ luôn trời ạ. Alice đây bạn nhá. Alice này một bắn thôi anh em ạ. Vâng, vậy là tem mình đang đánh nhà chính rồi. À, vậy là vẫn chưa win được à. Chưa win là mình phải chờ đến ăn ran mạng anh em ạ. Chờ tem mạng ran mạng nhá. Chờ tem mạng ran mạng anh em ơi. Chờ tem mạng ran mạng. Teo nát này bạn ơi. Lửa bố này. Linh gì này, linh gì
Lin gì nè bạn ơi, wow, một bắn anh em nhá. Một lộn và một bắn rồi. Một lộn và một bắn thôi anh em ạ. Khỏe dữ luôn. Win anh em ơi. Trận đấu kết thúc. Tỷ số dành cho em mình nhá. À, vậy là trận đấu đầu tiên. Vào 4 sao nha anh em ơi. À, 4 sao nha. Bây giờ tiếp tục nào. Wow, ôi, siêu thần cơ. Rất là ghê gớm luôn anh em ạ. Trận đấu cực kỳ ghê gớm luôn. Quay trở lại sánh này. Tiếp tục anh em nha. Xem có cái nhân đôi vàng không. Không có anh em ạ. Chín luôn. Vàng xốp này. Vàng xốp chỗ vật phẩm mua cái nhân đôi vàng anh em ạ. Một nhân đôi vàng nha, một ngày này. Một ngày nhân đôi vàng đi. Đó luôn anh em nhá. Đấy, sử dụng luôn. Rồi bây giờ tiếp tục này, trận đấu này là trận lên hạng của mình. Bạn ủng hộ cho mình nhá. Chính luôn anh em ơi. Trận đấu ngày hôm nay mình sẽ chơi vị tướng nào đây? Vậy là có SB 2AD. Vâng, có mid rồi, có rừng rồi. 2AD vậy là thu top à? Thu top anh em ạ. Hôm nay mình chơi Maloc này. Ô rừng đâu anh em? Được, hôm nay mình cầm Maloc đi là hợp lý anh em này. Mà lốc nha. Cầm mà lốc đi mang bột phá anh em. Chiến luôn. Đội hình team mình có Enzo, Maloc, Koreshi, Teonat, Krak nha. Các bạn có Roker, Atut, Alistair, Violet và Kai. Trận đấu này sẽ đối đầu với Atut team ạ. Cũng là một vị tướng rất là khỏe, rất là mạnh. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Rồi, chiến rồi anh em ơi. Ghê luôn. Ghê luôn. Tấn công nhà chính. Ôi dồi ôi. Úi dồi ôi. Gặp ngay thằng Atut. Mình đang có tính việc anh em ơi. Vừa nhìn lơ đánh phát là hỏng ngay anh em ạ. Vừa nhìn lơ đánh phát là hỏng ngay anh em ơi. Vừa nhìn lơ đánh phát là hỏng ngay anh em ạ. Vừa nhìn lơ đánh phát là hỏng ngay anh em ơi. Vừa nhìn lơ đánh phát là hỏng ngay. Bật ngay mà ít máu anh em ạ. Ôi dồi ôi, nó chạy quá, nó chạy kìa. Quả nó chạy nhanh quá. Chém rồi chứ còn gì này anh em.
Chém mà chứ còn gì nữa anh em. Chém mà chứ còn gì nữa anh em. Để đấy, để mình một công anh em nhá. Úi giời ơi, cái thằng A Thút này. Thằng A Thút này. Thằng A Thút này. Mày hồ báo à? Mày hồ báo à mày? 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 Hồ báo với anh A Thút. Quá mạnh anh em nha. Thằng vừa rồi này này. Lè 4 này nha, 4-0 của tên mình mạnh quá. Tên mình mạnh thế nhở. Trời ơi, quá mạnh. Mạnh luôn cái sơ anh em ạ. Thật sự rất là mạnh luôn. Thật sự rất là mạnh luôn. Thật sự rất là mạnh luôn anh em ạ. Được của nó chưa anh em? Được của nó chưa anh em? Rồi A Thút, A Thút không chạy đi. Thằng Alice đây này. Alice này, Alice này mà. Cái thằng FB này, cái thằng FB này. Cái thằng FB này đã bộc phá cho cả đôi luôn. Cái thằng FB này. Thằng FB đâu rồi? FB này, FB ở mày, dám đứng ở đây mà biến về à? Dám đứng ở đây mà biến về với anh à? Mạnh dữ luôn anh em ạ. Thế mà lốc thế nào? Mạnh chưa? Các bạn thấy mà lốc mạnh chưa anh em? Quá mạnh này chứ. Cứ đổi A Thút thấy mình bây giờ chạy kìa. A Thút thấy mình bây giờ chạy. Úi dồi, quả đấy chém trượt anh em nhé. Quả chém trượt đấy. Quả chém trượt anh em ạ. À. Úi dồi ơi A Thút. A Thút này mày. A Thút này mày. Trời ơi, mà lốc quá mạnh luôn này anh em ơi. Mà lốc quá mạnh luôn. Trời ơi, một chém được cái máu nhá. Một chém. Hai chém này. 5-0 anh em ạ. Rồi, cứ bình tĩnh thôi anh em, đánh từ từ thôi. Mà hai chém. Cứ từ từ mà đánh thôi anh em ạ. À, Thút em bạn bây giờ không dám ra đây đâu anh em ạ. À, có cả Alice ở đây này. Alice à mày. Ai xe ơi. Ôi dồi ôi, địa chấn sai rồi anh em ơi. Địa chấn sai rồi. Choáng à mày. Choáng à mày. Ôi, tay mình mạnh quá rồi. Đấu lại win anh em ơi. Ok đây, anh cướp rừng giữa ban ngày đây này. Không phải ban đêm đâu. Ở đây mà oánh mình này. Ở đây mà oánh anh. Dám ra không nữa chứ. Ok đây bạn có dám ra không nữa anh em. Úi dồi ôi. Quả ok chạy nhanh quá đấy.
Mình làm mưa làm gió ở đường này đây anh em ạ. Mình làm mưa làm gió ở đường này luôn. Đầu cơ ra mà không dám làm gì cơ. Roker ra mà không dám làm gì này. Mình mạnh dữ luôn rồi. Ui Kai kìa. Kai chết anh em ạ. Yếu đuối nhỉ, các em bạn yếu đuối quá anh em ơi. Cho phát địa chấn này, cho phát địa chấn này. Thì hắn vào trong nhà, các em bạn cho phát địa chấn luôn anh em ạ. Win anh em nha. Win. Và phải là hai trận đấu đều win cả anh em nha. Hai trận đấu đều win cả luôn này. Quá là sập cấp luôn. À, vậy là trận đấu thứ hai là kết thúc anh em nhá. Đã win tiếp. À, trận đấu này xem ai được MVP nào. Vâng, vậy là mình được siêu thần thôi anh em ạ. Siêu thần SS nhá. Em vô tên mình là MVP. Wow, rồi toàn những người có danh hiệu. Tèo nát này không nhận danh hiệu thôi. SS Pháp Sư này, SS Trợ Thú này. Ghê gớm, tèo mạng ăn đúng là một mạng anh em ạ. Chịu cho tèo mạng luôn. Anh đấm mày thế không biết. Vâng, à, vậy là trận đấu thứ hai đã kết thúc. Thì bây giờ tiếp tục đến trận đấu thứ ba nhá. Trận đấu thứ ba nào. Sẵn sàng thôi. Ghép độ nha. Vâng, vậy là đã vào trong trận rồi nha. Bây giờ chỉ chờ chọn tứ nữa thôi. À. Ô, tao em không ai chơi AD à? Hay nhỉ, không ai chơi AD. Không ai chơi AD thì mình chơi AD cho thằng của Lavely phát nào. Làm của Lavely phát anh em nhỉ. Được đấy. Kira đi rừng à. Cờ đi mid. Mình ở cái trận đấu này mình chơi Lavely rồi. Ờ mà lốc Alan. Vâng, đội hình của team mình là Alan, Lavely, Kalisi, Kiri và Kira và Malok. Được luôn. Đội của team bạn thì có Grak, Laurier, Kylen, Akut và Violet. Ui, trận đấu này đối đầu Violet team bạn này. Grak team bạn nha, khó chịu đấy. Violet team bạn cũng mạnh như này. Mà
lốc cho mình một bình một cân hai nha, một bình mình mà lốc là cân hai luôn. Đấy, khỏe đấy anh em ạ. Đấy, có chim công đồ anh em ạ. Nó kéo đây anh em ạ. Kéo đấy. Cái này nó kéo đây anh em ạ. Vừa lắc nó kéo đấy nha. Nó kéo anh em ạ. Chẳng trúng đâu. Quá đau chứ. Violet nào. Thôi mà lâu rồi. Thôi không được đâu. Laurier này. Gờ rắc. Gờ rắc nó chạy về nó kéo đồng vụ đấy. Ấy. Ôi, kỳ ra ơi. Mày. Ôi, trúng ở đấy, nó đưa ở đấy anh em ạ. Đấy, nó đưa ở đấy. Đưa luôn nó chứ. Laurier, mày tốc đi đâu, mày lướt đi đâu con trai. Lavely nè. Lướt đi đâu con trai được. Để mình áp đảo thêm bạn luôn anh em ạ. áp đảo luôn. Đây ăn rồng nha. Cho mình biết chơi anh em. Cho mình biết chơi anh em ơi. Cho mình biết chơi. Gờ rắc. Rồi gờ rắc ơi là ủi mà lốc ơi. Wow quá. Trời ơi, anh có giáp đây à thút ơi. Cái thằng này không biết là anh đang còn cái tốc bín à. Farm anh em ơi. Violet bắn ai. Lộn này lộn ra giữa cái đám người của anh thì mày chỉ có chết rồi. Mày hút đây à? Úi rồi và đang lại chết rồi anh em. Làm rừng rồi anh em. Làm rừng tiếp. Mình biết là thằng Kira nó trừng trị ở đấy. Nhưng mà thôi vẫn cứ bắn anh em ạ. Cứ farm đi để mình ăn là được. Rồi lại đi kéo. Trời ơi. Mày chừa đi con. Trời ơi, giáp ngay chứ đùa đâu. Giáp ngay. Mình bắn quá chuẩn anh em nha. Rồi đó nó không kéo à anh em. Rồi đó nó không kéo. Úi dồi ôi, tem mình bắn được. Quy và len này bạn ơi. Mình hỗ trợ 8 mạng nha. Quá. Úi dồi ôi, cái thằng Laurier này nó lướt anh em ạ. Thằng Laurier này nó lướt anh em ạ. Quá nhờ. Mình hết bana chứ. Hết bana chứ anh nha. Úi dồi, tên mình khỏe. Mạnh dữ luôn.
cái thằng Kira này hết máu mà không chịu về, hết máu mà không chịu về. Để anh ăn cái con bùa xanh cái này mà không về luôn. Trúng rồi đây anh em ạ. Đấy, đờ chưa? Anh em thấy nó đờ chưa? Phút này. Laurier này. Laurier bạn ơi. Laurier bạn ơi, rồi hết bàn á chứ. Quy Lan này. Ôi cái thằng Kira tới mình nó chơi hay quá anh em. Còn hết mạng rồi. Hết bàn á chứ anh em. Hoài quá nhỉ. Hết bàn á không làm gì được. Trời ơi thằng này lao quá đấy, mày lao quá đấy. Ôi cặp ADS đi các bạn nhé. Hết bàn A mới đau chứ. Hết bàn A không làm gì được anh em. Rồi chờ hồi bàn A thôi. Đây mình đang áp đảo tên bạn nhé. 25 mạng. Ghê luôn. Đây để ăn cái bùa xanh cái này. Cướp cái bùa đây anh em. Cướp bùa này. Trúng không anh em? Đờ chưa? Đờ luôn đấy chứ. Bắn phát đờ luôn anh em. Lại win rồi anh em ơi. Trận đấu win sớm quá nhỉ. Trận đấu win sớm quá rồi. Ôi ôi, tay mình nó khỏe cơ. Đánh đấm như này. Khỏe quá. Úi dồi, tu lên. À, quy lên anh em ạ. Giờ rớt này bạn ơi. Hỗ trợ 18 mạng anh em. Thút, chưa ra là chết rồi. Ôi win anh em ạ, win mất rồi anh em ạ. Win mất rồi anh em ơi. Thằng gờ rắc này. Mày kéo à. Lên vào khung tà ma bắn cho nó hút máu. Lên vào khung tà ma bắn cho hút máu anh em. Đấy, win anh em nhá. Nhàn quá luôn anh em ơi. Trời này nhàn quá anh em ạ. Lại win trận thứ 3 rồi. Trận thứ 3 lại win anh em nhá. Nhàn rồi. Cứ win liên tội anh em ơi. Tội win rất là dài nhá. Tội win dài đấy. Ai sẽ được MVP? Chắc là Kira anh em ạ. Đấy, Kira được MVP nhá. Bạn ấy chơi quá hay luôn. Mình được khống chế 10.5 anh em ạ. Ê luôn, đùa với mình. Vẫn ngon. Úi dồi. Mình đứng S3 anh em. Alan, Kira và Malok chơi hay quá. Được của nó đấy. Bây giờ tiếp tục với trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 4 nhá. À, tiếp trận đấu thứ 4 thôi. Chín rồi anh em ơi. Sẵn sàng nhá.
tìm thấy đội thành công và bây giờ chờ sẵn sàng rồi. À, trận đấu thứ tư này mình sẽ chơi vị tướng nào đây? Để lại vị trí FB anh em ơi. Để lại vị trí FB thì mình sẽ chơi vị trí FB luôn. Làm quả Toro nha. Làm quả Toro hay là Grak anh em. Rồi làm quả Toro được đấy anh em. Rồi đấy. Hôm nay mình sẽ chơi Toro nha, FB. Đội hình của tem mình là có Toro, Aoi, Crazy, Telnat, Ngộ Không, tem bạn có Butterfly, Kahi, Airi, Zoom và Lumbu. Tem bạn đội hình cũng đẹp đấy. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chị nào anh em ơi. Tung đi mày. Hai FP đối đầu với nhau. Úi giời ơi. Choáng đi, choáng đi mày. Choáng đi mày. Hồi máu luôn đi. Tiêu nát đi đây. Tiêu nát đi đây mà bắn này. Ôi giời ơi. Tiêu nát đi đây mà bắn, bắn mạnh vào. Rồi tao nát ơi. À, con sự nó làm cái gì? Cứ bình tĩnh thôi, mới le đầu cứ bình tĩnh anh em ạ. Mới le đầu cứ bình tĩnh thôi. Lumbu đối đầu với Lumbu tem bạn nha. Tem nát đâu? Úi trời ơi. Nào. Đây con trai. Đây con tem nát đâu? Úi trời ơi. Tem nát đâu? Tem nát tên mình cũng yếu đuối nhỉ, nó đi đâu đó anh em ạ? Butterfly tem bạn này. Butterfly lại lên đường mỹ, lên đường gió anh em. Lão quá. À, thằng Kahi tem bạn này. Thằng Kahi tem bạn lão quá. Thằng Kahi tem bạn lão quá. Thằng Kahi tem bạn lao quá, bột phá luôn anh em ơi. Sợ mày bắn đẩy ai. Quá đẳng cấp anh em nha. Bột phá đẳng sơ cấp luôn anh em ạ. Được của nó chưa? Cái này là ok cho anh em. Quá ok thì chưa đùa đâu. Đi đây con trai.
Đi đây con trai. Đi đây con trai, đi đây con trai. Đi đây con trai. Đi đây con trai. Ôi ok. Đi đây con trai. Ôi ok. Tiếc thế nhỉ. Tiếc thế, tiếc thế. Hay quá anh em. Đấy, phải thế chứ. Mình phải thế đấy anh em ạ. Ồ trời quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp luôn. Ôi tèo nát ơi. Úi dồi ôi, nhảy trật rồi. Trật rồi anh em ạ. Ê, nó đẩy mình đấy. Nó đẩy mình đấy anh em ạ. Nó đẩy mình đấy, nó còn lâu nó ăn mình mới được. Nó chưa ăn được mình đâu. À, nó ăn được mình. Làm sao nó ăn được mình, làm sao nó ăn được mình. Được quá ngay anh em. Quá là có mạng anh em nhá. Đâu đâu đâu. À, lùm bù lên được mít anh em ạ. Đây. Lùm bù mình đánh nhầm. Zoom nào. Zoom nào. Zoom nào. Mười hai ba rồi, tên bạn quá yếu đuối luôn. Trời ơi. Mười ba ba anh em nhá. Tên bạn quá yếu đuối. Rồi, tên ăn ơi. Được của nó chưa, được của nó chưa, hỗ trợ như này là ok chưa anh em, hỗ trợ như này là ok chưa, hỗ trợ như này là ok chưa, hỗ trợ như này là ok chưa, hỗ trợ như này, hỗ trợ như này là ok chưa, được của nó chưa anh em, ba mạng ngay anh em, ba mạng ngay. Ivy tem bạn, Ivy tem bạn chuẩn bị chết đấy. Khỏe quá anh em ạ. Khỏe này thì lại khỏe quá luôn. Ok AD này thì AD quá nhàn luôn. Ok AD như này thì quá nhàn luôn anh em ạ. Úi rồi tem bạn kìa. Rồi ôi tem bạn kìa. Đứng nhìn thôi anh em ạ. Ôi cá hí nồng tí anh em. Cá hí nồng tí anh em ạ. Đấy. Hút ngay, hất tung ngay anh em ạ. Úi rồi rồi anh em. Úi khỏe quá rồi anh em ơi. Cái gì vậy? Úi rồi ơi. Khỏe quá, khỏe quá. Không muốn win đâu nhưng mà win nhanh quá anh em ạ. Win quá nhanh luôn. Win quá nhanh luôn anh em ơi. Đây đi ơi. Các bạn nào. Các bạn nào. Các bạn nào. Các bạn. Tem bạn nào, úi dồi ôi, đúng là địa chấn anh em ơi, địa chấn. Tem bạn bắn mình bây giờ có xin nghe gì đâu. Ôi ngộ không là đánh nhà chính rồi anh em ạ. Win mất rồi đấy. Win 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 anh em ơi. Ngộ không đánh nhà chính rồi nhá. À, vậy là vẫn chưa win rồi anh em ạ. Vậy là vẫn chưa win được này, ý trời ơi. Cho tem bạn có cơ hội đấy. Cho tem bạn có cơ hội đấy. Đùa đâu. Cái gì cái thằng
cái tầng này. Cái thằng Butter và bò này. Đây, cái thằng Nào. Úi dồi, tem bạn rồi. Chỉ cần một mình mình đó bạn thôi. Ủa rồi các bạn thấy mình khỏe chưa? Quá khỏe luôn anh em ạ. Thật sự là quá khỏe chứ không phải là khỏe nữa rồi. Rồi, anh chị ta thêm rất là nhiều đấy. Quá khỏe rồi chứ không phải khỏe nữa. Ý rồi. Ui ôi, đem bạn chết kìa. Thật sự là khỏe quá. Ai đi này. Lùm vào bu này. Ôi, anh chịu sao tôi ghê gũng. Gớm gũng luôn. Tên bạn nào, ra đây nào, ca và hi này, ui ôi mình gánh chịu ra thương kìa, ghê gớm anh em ạ, trời ơi, tên bạn lùa mình nha, các bạn nhìn thấy tên bạn lùa mình này, mình còn không si nhê luôn anh em ạ, anh em còn không si nhê luôn nha, quá kinh khủng. Thật là Toro quá là khỏe anh em. Khỏe quá luôn chứ đùa đâu. Quá khỏe luôn chứ anh em. Đấy. Ngon chưa. Nào. Lùm vào bu này. Lại hồi máu nhiều anh em ạ. Lại hồi máu đây rồi. Thôi win anh em ơi. Vâng, tụi em mình không để kéo dài hơn nữa. Đây là trận đấu đã kết thúc. Quá tuyệt. Chắc hôm nay vâng, vậy là trận đấu thứ tư anh em nha. Win to những trận đấu win nhẹ nhàng không? Đang sơ cấp luôn. Lên sao anh em nhá. Vâng, vậy là lên sao lên ạ. À lên sao anh em ạ. Vàng 3, 4 sao. Cái này mình lên 2 sao rồi sao anh em. Vâng, NS trở xuống nhá. À mình không khoe. Trở về các bạn muốn khoe các bạn nhấn vào đấy nhá. Giờ nát tên mình là MVP. Mình được SS đỡ đòn, ghê chưa. SS đỡ đòn đấy nha. Quay trở lại sánh nào. Vâng, và hôm nay mình sẽ chơi thêm một trận nữa là trận đấu thứ 5 anh em nhá. Chơi thêm trận đấu thứ 5, trận đấu lên hạng, chơi luôn cho trận đấu lên hạng này luôn. Lần sau đâu phải chờ. Đâu phải chờ đợi anh em nhá. Cho nó lên hạng luôn đi. Cho lên hạng luôn anh em nhá. À, vậy là đồng đội chọn vị tướng nào nào? Và đang tranh nhau. Ôi ôi. Tem. Ai đi đường nào? Chết rồi. Chứ ai đi đường nào? À ngoài đi đường. USB anh em ạ. USB à. Làm có Alice, làm có Alice SB này hợp lý anh em này. Được luôn.
của Alice đi FB anh em ạ. Vâng, đội hình team mình thì có Su điều thuyền, Awai theo nát phải Alice, team bạn của Crisi, Vera theo nát mà Lốc và Văn Heo, team bạn thì có 2 AD. Hai phép rồi team bạn không Văn Heo team bạn đi rừng nhá. Team bạn có 2 phép, 2 AD và một top, một đấu sĩ. Không có sát thủ anh em. Văn Heo team bạn đi rừng ghê đấy. Team bạn có vẻ là ghê gớm anh em ạ. Vera này, kimono quên hình đấy, có vẻ là tèm bạn biết chơi đấy anh em nhé. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận, có vẻ là tèm bạn mà có vẻ là tèm bạn biết chơi đây rồi. Ôi ôi, nhìn đi sai đường à, sai đường anh em ơi. Tại mình 2 AD à? Tại mình cũng 2 AD anh em ạ. Cái thằng teo nát teo mạng thấy mình xuống cái là tốc bít luôn anh em. Ôi thằng thằng teo nát em bạn là dùng tốc chạy anh em ạ. Teo nát em bạn là dùng tốc chạy luôn, không dùng tốc chạy quá đấy thì chỉ có óng mặt ngắn thôi. Lên mít hỗ trợ anh em ơi. Hay quá nhờ. Úi rồi về ra tên bạn chạy kìa. Tên bạn yếu đuối đấy. Trời ơi. Bắt bài ngay. Thằng về ra thì nó cũng ổn phết đấy anh em. Xuống hỗ trợ Yasu nha. Xuống hỗ trợ, úi sỏi ôi, hỗ trợ ngay mà mạng ngay gì. Quá trùng choáng quá, đang sợ cấp luôn. Bạn thấy mình trùng choáng quá, đang sợ cấp chưa? Ok, ra tên mặt ăn Enzo tên mình à? Awai chứ. Quá đấy, kêu nát này, mày đang làm cái trò gì đấy? Cái thằng Vera này, cái thằng Vera này, ôi kêu nát ơi, ôi rồi ôi, đang mình gặp cái thằng thành phần, ôi rồi ôi này. Ngoài đi tốt vào anh em. Quên lên chưa lên đồ phụ trợ anh em ạ. Ôi thôi bình tĩnh. Con này nó chạy nhanh đấy. Đây anh em. Đây anh em.
nó cũng chó rồi đấy, nó chúng chó này anh em ạ. Rồi đầu đấy, đầu đấy, thằng này nó combo ghê đấy anh em ạ. Này ui rồi Esu ăn phụ rồi à, ngoài tem mình vắng anh em. Rồi xuống đây hỗ trợ dưới đây anh em ạ. À, ngoài tem mình nó không đi em rừng mà lại đi. Đây anh em ơi. Ôi ôi, gặp ngay thằng cờ DC anh em ơi. Cờ DC tem nó. Ôi ôi, di chuyển tem mình hay quá. Ôi, khoảng này đấy. Ôi, di chuyển ơi. Được đấy anh em. Ôi trời ơi, quả đấy thì dùng đóng băng thì làm sao được. Được, được anh em ơi. Ôi, trận đấu này có vẻ cứ bình tĩnh anh em ạ. Ok, mít anh em ơi. Mít không ai ôm lan à. Đây anh em ơi, đây anh em ơi. Cơ hội đấy còn cơ hội đâu nữa. Trời ơi. Cái thằng ma văn lốc này. Ma văn lốc này. Đi thuyền, đi thuyền. Về đi, về đi. Hay quá anh em. Được nó đấy anh em ạ. Tên mình cờ. Cái gì đây anh em ạ. Bây giờ để cho SB áp lính như này thì chịu chết rồi. Bây giờ nó để cho SB đi áp lính nha anh em ạ. Đến mid anh em nhá. À, cái thằng ma lốc này. Đùa với chúng tao. Trời ơi, đấy trời ơi. Hay quá. Đấy, úi ôi, nó dùng tốc bín anh em ơi. Nó dùng tốc bín nha. Còn ở đấy nó quẳng éng luôn. Được của nó đấy, bỏ trụ anh em ơi. Win, win, win. Đấy, trụ mà win thôi chứ còn gì nữa. Đấy, trụ mà win thôi chứ còn gì nữa anh em. Đây anh em ơi, ôi ôi kìa. Đang áp, đang đẩy trụ ở đây anh em. Hay quá đi thuyền ơi. Mất trụ rồi. Đây anh em. Trời ơi, úi dồi, teo nát kìa. Hay quá anh em ạ. Đẩy trụ đi, đẩy trụ đi. Thì mình đúng là chỉ có không được hệ thống gì. Cứ mình cứ đi được ở lan này thì lại mất lan kia. Đấy. Cứ đi lan này mất lan kia anh em ạ. Đây, thằng Van Hell chết rồi đấy. Quá là ok luôn anh em. Quả đây dụ dỗ Van Hell lại thì quá là sợ cấp luôn. Win nào, win nào. Win nào anh em ơi. Win nào anh em ơi. Cứ bảo kê AD thì kiểu gì cho win. Kê AD thì kiểu gì cũng win anh em. Ôi, về ra đây mạng chết rồi đấy. Thì không ai áp lính à. Nào.
Đây anh em, hỗ trợ ngay nhá. Hỗ trợ ngay anh em ạ. Hỗ trợ ngay anh em ạ. Win anh em ơi, win anh em ơi, hỗ trợ quá là sập cấp luôn anh em nhá. Hỗ trợ quá là sập cấp luôn anh em ạ. Úi xời ơi kìa. Win anh em ơi, win 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 win. Đẹp luôn anh em ạ. Còn si ra không kịp nữa rồi. Còn si ra không kịp anh em nhá. Quá đẹp. Đấu win đẹp luôn. À, vậy là trận đấu thứ 5 là kết thúc rồi anh em ạ. Lại một tỷ số win nữa dành cho team mình. Trời ơi, win 5 trận thông ghê gớm luôn. Thật sự là 5 trận thông quá là ghê gớm. À, tiếp tục lên hạng luôn anh em nha. Ok anh em, vậy là trận đấu thứ 5 là win. Bây giờ chắc có lẽ là mình phải xin phép dừng video tại đây rồi anh em ạ. À, rồi Esu tên mình là MVP à. Esu bắn hay phép nhờ. Được. S trợ thủ anh em nha. Trời ơi. Trận đấu này mình chơi Alice quá là sợ cấp luôn anh em nha. Chơi hay đấy. Mình hỗ trợ tất cả các lan. Thì hỗ trợ tất cả các lan luôn, 9.7 đấy, đùa đồng, S2 đấy nhá. Sau Esu rồi ấy. Vâng, mình xin phép dừng video tại đây nhá. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo ngày mai của Trọng 88OVK. Mong các bạn xem video của mình thì cho mình xin like và subscribe. Cảm ơn bạn rất là nhiều, bye bye các bạn, bye bye.